Cái ổ lợn này. Quách Thiếu Thông, đại thiếu gia Quách gia. Chỉ cần bổn thiếu gia bỏ ra chút tiền. Quách Thiếu gia, chính là bọn họ. Là bọn họ đánh em. Anh phải dạy cho họ một bài học. Yên tâm đi, hôm nay bổn thiếu gia sẽ xử đẹp hắn. Đi thẳng đi. Đi. Sao không nhúc nhích nữa rồi? Chơi vui không? Chạy cái gì mà chạy? Thiếu gia, Châu Dũng hắn. Cút hết đi. Châu Dũng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh rồi. Quách Thiếu Thông, có phải cậu chán sống rồi không? Châu Dũng ơi Châu Dũng, đừng nói, anh và tôi vẫn còn có duyên phận đấy nhé. Mối tình đầu của anh bây giờ đã thành vị hôn thê của tôi rồi. Quách Thiếu Gia, Châu Dũng, anh quả là một người trí công vô tư. Sau khi vào tù còn để lại cho tôi một tờ giấy trắng như thế này. Quách Thiếu Gia, thật đáng ghét mà. Người ta bây giờ không còn trong sáng chút nào đâu. Tiểu Dũng, chúng ta không thể đắc tội với cậu ấy. Nếu con lại vào tù, con bảo mẹ phải sống sao đây? Châu Dũng này, tên tù nhân hôi hám như anh, có nghe thấy lời mẹ anh dạy dỗ không? Thật sự nghĩ rằng khi anh ra ngoài, tôi sẽ quay lại với anh sao? Sao không tìm một cái gương soi lại mình đi? Nếu đã ra rồi, vậy thì làm cái đuôi cho tôi, làm người cho tốt, ngoan ngoãn làm một con chó biết nghe lời cho Quách Thiếu Gia đi. Biết đâu trong lúc Quách Thiếu Gia đang vui, còn có thể thưởng cho anh một hai miếng dưa hấu. Khả năng làm chó thì không biết, khả năng làm gà thì dày công lắm đấy. Sao cô lại ở đây? Còn không phải là anh chuồn đi nhanh sao? Người Cố ra tìm anh đến phát điên đấy. Tần Thanh Thu, quả nhiên cô và tên này ở cùng nhau. Quách Thiếu Thông, anh muốn tìm phiền phức thì cứ nhắm vào tôi. Được thôi, hóa ra hai người đã sớm thông đồng với nhau. Tôi nói tên tội phạm hôi hám này tại sao ra ngoài lại kiêu ngạo như thế. Tần Thanh Thu vẫn chưa nhìn thấy sao? Thì ra cô lại thích quyến rũ đàn ông đến thế. Đệ nhất mỹ nhân ở Vân Thành này, sao lại tuyệt dốc nhanh như vậy? Tên này ra thịt trông mềm mại như thế. Quách Thiếu Gia, còn có Vương Thúy. Tần Thanh Thu, tôi muốn tìm loại đàn ông thế nào cũng không đến lượt một loại bán thân cầu vinh mà còn mở miệng khoa trương. Tần gia không chào đón tôi, nhưng dù sao tôi cũng mang họ Tần. Dù sao đi nữa, tôi còn có phòng khám riêng của mình, không như cô chỉ có thể dựa vào việc bán thân mà trèo lên. Tuổi trẻ dại khờ mà, cô tưởng Quách gia xem trọng cô sao? Cô chỉ được cái trẻ trung thôi. Cô đó không có cửa mà phán xét tôi đâu. Quách Thiếu Gia, cô ta mắng em, anh giúp em dạy dỗ cô ấy đi. Tần Thanh Thu, tôi nói cho cô biết, cô tưởng rằng Tần gia cô hay lắm sao? Tôi muốn xử lý Tần gia cô, chẳng qua chỉ như xử lý một con côn trùng hôi hám thôi. Châu Dũng, anh thực sự cho rằng Tần gia có thể bảo vệ anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi muốn ra tay với Tần gia cũng không cần dùng đến hai ngón tay, anh có tin không? Chuyện này cứ giao cho tôi. Được lắm Châu Dũng, rất ra dáng, anh hùng cứu mỹ nhân. Nói cho anh biết, hôm nay không ai chạy thoát đâu. Châu Dũng, lập tức quỳ xuống liếm sạch giày cho tôi. Nếu không, cho dù lão thiên vương có đến đây, tôi cũng sẽ không để anh sống sót rời khỏi đây. Còn cô đấy, đúng lúc hôm nay ông đây cũng cần tính sổ. Tôi muốn xem thử đại tiểu thư của Tần gia rốt cuộc miệng có thật sự cứng như thế không. Quách Thiếu Thông, lần trước tôi đánh cậu có phải nhẹ quá không? Châu Dũng, anh tưởng anh hay lắm sao? Anh tưởng anh có thể đánh tôi sao? Anh đánh được bao nhiêu? Tôi nói cho anh biết, muốn tìm việc phải có năng lực, có nền tảng. Châu Dũng, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy cái gì gọi là cậy quyền cậy thế.
Vivi, đưa mẹ vào nhà. Anh ơi, anh phải cẩn thận. Không ngờ tới đúng không? Hôm nay tôi mời Thanh Long Bang đến trợ giúp. Anh bỏ mạng chắc rồi. Tôi rất bận đấy. Cậu muốn xử ai? Thanh Long đại nhân. Là hắn đấy. Chỉ có một người mà cũng bắt tôi ra tay. Sau lần này, tôi không nợ gì Quách gia cậu nữa đấy. Thanh Long, hỗn sự. Tên của bang chủ mà muốn gọi là gọi sao? Cậu biết tôi. Thanh Long Bang, tôi chưa từng nghe qua. Nhưng một trong tám đại trưởng lão Y Thần Điện. Thanh Long, tôi có từng nghe qua. Thanh Long, đường chủ Y Thần Điện hình phạt đường, bang chủ Thanh Long Bang. Vậy thì càng không được giống. Thanh Long đại nhân, cái tên này căn bản không để anh vào mắt. Đây không phải bắt nạt người hiền lành sao? Thằng nhóc, tôi thấy cậu chắc là chán sống rồi. Hôm nay tôi sẽ đích thân tiễn cậu xuống địa ngục. Thanh Long đại nhân là nhân vật thứ hai của thế lực ngầm, chỉ dưới Quyền Long gia của Thiên Long Bang. Lúc đầu đến Vân Thành, đơn thương độc mã, một mình vượt qua vòng vây của biết bao nhiêu người. Có anh ấy ra tay, hôm nay anh tất nhiên là không sống nổi. Châu Dũng, anh mau đi đi. Cái tên Thanh Long này tôi đã từng nghe qua rồi. Chưa có ai có thể sống sót thoát khỏi tay hắn. Anh đi trước đi, tôi sẽ ở lại giữ bọn họ. Bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu. Muốn chạy, hôm nay có Thanh Long tôi ở đây, một con muỗi cũng không được bay đi. Châu Dũng, tự phế đi hai cánh tay của mình, rồi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi đi. Biết đâu còn có thể để lại cho anh một cái xác nguyên vẹn. Dập đầu tạ lỗi. Hắn có cửa sao? Được, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là lễ độ. Châu Dũng, sợ rồi sao? Châu Dũng, mau đi đi. Trong tay Thanh Long đại nhân, không có ai có thể trụ qua hai hiệp. Châu Dũng ơi Châu Dũng, anh nói xem, chọc ai không chọc, lại cứ muốn chọc người của Thanh Long Bang. Đúng là chán sống rồi mà. Cái gì? Công phu của lão điện chủ? Chỉ một chiêu liền hạ được tông sư của Y Thần Điện. Tên này là ai thế? Nhìn cái gì hả? Đánh đi, tôi xem ai dám. Quách Thiếu Thông, cậu dẫn nhiều người đến đây như vậy, cậu muốn làm gì hả? Thị trưởng Cố, không biết ngọn gió nào đưa ông đến đây. Tôi đang giải quyết việc riêng của Quách gia chúng tôi. Không biết thị trưởng Cố có gì muốn chỉ bảo. Tôi không quan tâm đến việc của Quách gia các cậu. Tôi đến tìm Châu Dũng, không phải là trùng hợp chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng đắc tội với ông sao? Thị trưởng Cố, tên tội phạm mà ông nói chính là anh ta. Mau bắt anh ta về đi, tống anh ta vào tù. Phim được dịch Quyết Minh và Lồng Tiếng tại phim Châu Á. Dám sỉ nhục ân nhân của thị trưởng, mấy người còn muốn sớm nữa không? Cái gì? Ân nhân sao? Cậu Châu đã chữa khỏi bệnh mấy năm nay của ba tôi. Cố gia chúng tôi có ơn với cậu ấy. Không thể nào, sao anh ta còn biết y thuật được? Anh ta chỉ là tên tội phạm thôi. Cố công tử, thị trưởng Cố, chắc hai người đã nhầm rồi. Tên tội phạm đang cải tạo thì có thể chữa bệnh cho ai chứ? Mọi người ai ai cũng biết ông nội tôi là Quách Văn Nghĩa, người có y thuật cao nhất Vân Thành. Tôi nghĩ chắc là hai người bị tên tội phạm này lừa rồi. Tôi khuyên hai người hãy đến Quách gia tôi kiểm tra lại kỹ càng đi. Cẩn thận đừng để bị lừa. Đây là chuyện lớn liên quan đến tính mạng con người. Một tên vô dụng chỉ biết nói với tôi hãy uống nhiều nước nóng khi tôi đang bị sốt, lại mong anh ta có thể cứu người sao? Nực cười. Đó là do cô không xứng. Làm bác sĩ chỉ chữa bệnh cho người, chứ không chữa cho thú. Chữa cho thú hả? Tần Thanh Thu, tôi sẽ khảo sát nghiệm cô. Thiếu Thông, cô ta đánh em, tôi còn sợ tay mình sẽ bẩn nữa. Đừng có kiếm chuyện nữa. Thôi được rồi đó. Quách Thiếu Thông, người mà cậu gọi là ông nội cũng chỉ là tên lang băm mà thôi. Quách gia các cậu ở Vân Thành bao nhiêu năm nay, ăn hối lộ được bao nhiêu, trong lòng cậu rõ hơn ai hết. Anh đừng có vớ vẩn. Quách gia là gia thế bậc nhất Vân Thành, có tiếng trong giới y học. Chẳng lẽ lại bị tên tội phạm như anh vu khống? Vậy nếu có thêm tôi thì sao? Tổng giám đốc ngân hàng Cố Thiên Thành là doanh nhân trẻ xuất sắc nhất thành phố. Bạn bè trong giới truyền thông của tôi khắp nơi trên đất nước này. Có tôi ở đây, tôi sẽ nói ra những gì Quách gia đã làm. Nó sẽ được truyền đi khắp nơi. Cố Thiên Thành, tôi nể mặt anh quá rồi phải không? Mà lại dám đối đầu với Quách gia tôi. Không phải là chúng tôi đối đầu với Quách gia cậu, mà là Quách gia cậu muốn đối đầu với Cố Nam tôi. Người đâu? Mau dẫn bọn chúng về cho tôi. Cố Nam, ông có biết người đứng sau Thanh Long Bang là người như nào không? Tôi nói cho ông biết, người đứng sau Thanh Long Bang là phó thống lĩnh Vương Tuấn. Ông bắt người của Vương Tuấn chính là muốn làm kẻ thù với quân đội. Sao cực? Quân đội sao? Không cần biết đó là ai. Châu Dũng, tôi không ngán ai hết. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi không lấy mạng cậu là để cậu gửi lời về cho Quách gia.
Quách Gia các cậu, cho dù dùng mối quan hệ gì đi nữa, thì Châu Dũng tôi, trong vòng một tuần, sẽ bắt hết người Quách Gia các cậu, bị trà đạp dưới chân tôi. Châu Dũng, anh dám đụng đến người của tôi, anh cứ chờ cơn thịnh nộ của Quách Gia đi. Vậy chúng ta, cứ từ từ mà chơi. Còn chờ gì nữa, dẫn đi hết đi, mau lên. Đứng dậy, đi thôi. Cậu Châu, cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi. Chuyện nhỏ thôi mà, không cần vậy đâu. Cậu Châu, Vương Tuấn này gian xảo, nham hiểm, còn là phó thống lĩnh của quân đội. Chuyện ngày hôm nay, e rằng không đơn giản như vậy đâu. Ông yên tâm, nói bọn họ có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi. Cậu hiểu lầm ý tôi rồi. Cậu là ân nhân của Cố gia chúng tôi. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, Cố gia chúng tôi luôn đứng về phía cậu. Vậy thì cảm ơn ông nhiều. Nếu đã như vậy, tôi xin về thăm gia đình trước. Ba, thật sự muốn đắc tội với Vương Tuấn sao? Đây là một canh bạc. Một canh bạc liên quan đến vận mệnh và tương lai của Vân Thành. Phải nắm lấy cơ hội. Đây cũng có thể là cơ hội tốt nhất để Cố gia chúng ta một bước thăng thiên. Châu Dũng cậu ấy thật sự dám đối đầu với Quách gia sao? Nhất định phải giữ quan hệ tốt với cậu ấy. Chỉ cần trời không sụp xuống, cậu ấy muốn làm gì thì cứ để cậu ấy làm. Biệt thự Quách gia, ông nội ơi, ông đã nghe nói chưa? Bên ngoài đã. Tự mình xem đi. Bệnh viện của Quách thị mất hết lương tâm, xem thường mạng người. Quách Văn Nghĩa, gia chủ Quách gia, không màng đến tính mạng của bệnh nhân. Hôm nay Châu Dũng tôi sẽ khiêu chiến với bệnh viện đông y của Quách thị. Kẻ bại trận phải thừa nhận y thuật của mình kém cỏi, tự cắt đứt kinh mạch, rút lui khỏi Vân Thành. Cái tên Châu Dũng này, sao cậu ta dám? Cậu ta đang muốn làm cho chúng ta mất hết mọi thứ. Một tên tù nhân nhỏ bé như cậu ta, sao dám chống lại Quách gia chúng ta chứ? 5 năm trước, cậu ta đã lấy mạng con trai chú ba của cháu, bị bắt vào tù. Bây giờ là đến đòi nợ rồi đấy. Điều tra kỹ càng chưa? Thật sự không có ai chống lưng sao? Đã điều tra kỹ rồi. Cậu ta chỉ là thằng mồ côi, không biết học y thuật từ đâu. Không cần biết cậu ta có biết y thuật hay không. Quan trọng nhất là cậu ta làm tổn hại đến danh tiếng của Quách thị. Ông nội, cháu sẽ tìm người xử lý cậu ta. Đồ vô dụng, cả ngày chỉ biết kiếm chuyện. Còn chiếc cánh tay của cháu gãy chưa đủ hả? Xử một tên tội phạm cải tạo, việc này quá dễ dàng. Nhưng danh tiếng đã bị tổn hại, lấy mạng cậu ta thì có ích gì chứ? Cậu ta muốn khiêu chiến, vậy thì Quách gia chúng ta sẽ chấp nhận khiêu chiến. Không phải Châu Dũng bảo cháu chuyển lời, để cho chúng ta dùng tất cả các mối quan hệ sao? Vậy thì ông sẽ mời sư huynh của ông, Quỷ Cốc Tử, đến để ứng chiến. Quỷ Cốc Tử sao? Ông nội, là vị ấy sao? Là người đánh bại 300 giang y Đông Dương, Quỷ Cốc Tử sao? Không sai, có Quỷ Cốc Tử ra tay, đối phó với một thằng tiểu bối học lỏm chút y thuật như vậy, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Lập tức đi tổ chức họp báo, nói rõ cho bên ngoài biết Châu Dũng chỉ là kẻ từng ở tù, không hơn không kém, căn bản không biết y thuật, cứu sống người cũng chỉ là trùng hợp. Cải tử hoàn sinh cái quái gì chứ? Xin chào tất cả các vị, đây là Thời báo Vân Thành. Cuộc thi y học cổ truyền người người trông ngóng sắp sửa bắt đầu. Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp. Người xuất hiện chính là ứng cử viên đại diện cho Quách gia, y tiên đại hạ Quỷ Cốc Tử. Trời đất ơi, Quỷ Cốc Tử thật sự đến rồi. Nghe đồn ông ấy đã hành y hơn 50 năm, chưa chuẩn đoán sai bao giờ. Bệnh nhân được chữa khỏi lên đến 10.000 người, hơn nữa còn là quan chức cấp cao. Những người bình thường có nhiều tiền cũng không mời được. Cảnh tượng này rất hiếm thấy. Nếu hôm nay ai được y thánh chữa bệnh cho, thì chắc chắn đó là phúc phần tu 8 kiếp mới có được. Ba, đúng là náo nhiệt quá. Ba đoán Châu Dũng kia có thể thắng không? Cơ hội rất nhỏ. Đây chính là Quỷ Cốc Tử, đã thắng liên tiếp 300 trận ở Đông Doanh, là người giỏi nhất, được giới y học Trung Quốc công nhận. Không phải đứng đầu thế giới thì cũng nằm trong hạng 3. Còn Châu Dũng, mau nhìn kìa, Châu Dũng đến rồi. Lục hợp châm pháp, cũng biết chút đỉnh đấy. Nhưng phương pháp mà ông đang dùng sẽ khiến khí hỏa công tâm, chỉ khiến bà ấy ra đi nhanh hơn thôi. Cậu lấy tư cách gì hoài nghi y thánh hả? Tôi dùng phương pháp gì? Không đến lượt cậu. Ở đó chỉ tay 5 ngón đâu, sao y thánh có thể nhầm lẫn được? Cậu chủ ẻo vợ tôi. Cậu không xong với tôi đâu. Ngàn lần cảm ơn ân cứu mạng của y thánh.
Xem ra không cần thi nữa đâu. Tay nghề của sư huynh tôi là nhất rồi. Sao lại phải đấu với một tên tù tội chứ? Trọng tài, ông có thể tuyên bố kết quả rồi. Cậu còn gì muốn nói không? Nghĩa là sao? Cậu có ý gì hả? Cậu đang trù ẻo vợ tôi. Không sống nổi 5 ngày nữa sao? Cậu thật sự nghĩ mình là điện chủ của thần y điện sao? Nếu như bệnh nhân sống được hơn 5 ngày thì cậu tính sao? Ý tôi là 5 giây. 4 3 2 1 Đúng thật là 5 giây kìa. Sao có thể chứ? Cậu ta còn không bắt mạch mà. Sao lại biết người phụ nữ đó chỉ sống được 5 giây? Y thánh, sao bà ấy lại nôn ra máu? Mau cứu bà ấy đi. Bà ấy sao rồi? Bà ấy mất rồi. Mất rồi sao? Chuyện này sao có thể thế được? Lúc tôi đến bà ấy còn bình thường mà. Tôi hiểu rồi. Là ông. Là ông hại vợ tôi. Ông đền mạng cho vợ tôi đi. Không thể tin được. Y thánh quỷ cốc tử lại khiến người ta mất mạng sao? Cậu nói bậy bạ cái gì đấy? Xin chào. Tôi muốn tố cáo. Bà ấy vốn đang trong cơn nguy kịch. Là nhờ có tôi châm cứu, bà ấy mới sống được thêm một lát. Chẳng lẽ ông muốn người ta dập đầu cảm tạ ông hay sao? Tôi cho ông biết tay. Ai nói bà ấy mất rồi? Tiểu thần y, vừa rồi là do tôi có lỗi với cậu. Cầu xin cậu làm ơn cứu vợ tôi với. Tôi xin cậu. Đứng dậy đi. Tôi sẽ cứu bà ấy. Chẳng lẽ cậu lại khiến bà ta sống lại được sao? Miễn là hồn chưa lìa khỏi xác thì đối với tôi chưa thể gọi là qua đời được. Nghe nói thị trưởng Cố cũng được Châu Dũng cứu đấy. Chẳng lẽ cậu ta có thể cứu người thật sao? Sao có thể chứ? Người đã mất không thể sống lại, đó là kiến thức cơ bản mà. Hồn lìa khỏi xác gì đó chỉ là mê tín thôi. Quá hồn châm pháp. Đây là bí kíp quỷ y thất truyền bấy lâu mà. Thần châm thất biến, ngũ khí triều nguyên. Huyền thiên châm pháp, 9 lần tạo hóa châm pháp thành hồi hôn châm pháp. Cái này đều là tuyệt thế châm pháp, thất truyền ngàn năm, được viết trong sách cổ. Vậy mà cậu ta lại tinh thông cả thảy. Đúng thật là khí hỏa công tâm. Vợ ơi, tôi thấy mình vừa mơ một giấc mơ. Có người gọi tôi từ quỷ môn quan trở về. Thần y, cậu mới đúng là thần y thật sự. Tôi thua rồi. Đúng là thần y chân chính. Quỷ cốc tử, ông ta chỉ là một tên lang băng thôi. Tuyệt vời. Thật sự quá tuyệt vời. Chúng ta thắng rồi. Không ngờ tên tiểu tử này lại thắng thật. Để xem sau này còn ai dám xem thường nhà mình nữa. Mọi người có biết không, cậu ấy là con rể tôi đấy. Châu Dũng là con rể tôi đấy. Châu Dũng, không thể nào. Sao sư huynh lại thua chứ? Chắc chắn là nhờ sư huynh tôi cứu bà ấy. Châu Dũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi. Châu thần y, xin hãy nhận tôi làm học trò. Không lẽ Quách gia ta phải dẹp tiệm, phải rời khỏi Vân Thành thật sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Ở đâu ra nhiều nhân viên tuần tra vậy? Thượng quan Băng, đại đội trưởng cục tuần tra. Cục tuần tra đến để bắt tội phạm. Những người không liên quan, tránh sang một bên. Tội phạm, ở đây ai là tội phạm? Đương nhiên là tên sát nhân Châu Dũng rồi. Chồng tôi đã phạm tội gì? Sao các người lại bắt anh ấy? Châu Dũng bị tình nghi sát hại người khác, liên quan đến hai mạng người. Bây giờ mời anh đi với chúng tôi để điều tra.
Cái gì? Châu Dũng là sát nhân sao? Đúng vậy, 5 năm trước, Châu Dũng đã vào tù vì sát hại người khác. Con gái ơi, con xem con nhìn chúng, thằng đàn ông thế nào kia? Mau ly hôn với nó đi, tránh xa tên nguy hiểm đó ra con ơi. Mẹ không muốn bị liên lụy đâu. Mọi người nhầm lẫn gì rồi đúng không? Sao chồng tôi lại là kẻ sát nhân được? Tần Thanh Thu, não cô bị uống nước hả? Mất trí nhớ rồi sao? 3 ngày trước, tên Châu Dũng này ở Cửu Trại Câu đã ra tay sát hại 2 người, đều là người vô tội cả đấy. Người vô tội sao? Anh nói bậy. Đó rõ ràng là người của Thanh Long Bang, do anh phái đến hại chúng tôi mà. Không nói vậy được đâu đấy. Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua với mấy người bạn thôi, gặp được người quen nên muốn ôn lại chuyện cũ. Có ai mà ngờ tên Châu Dũng này đột nhiên ra tay sát hại người. Cô đâu có vu khống tôi vậy được. Đúng đấy, nói chuyện phải có bằng chứng chứ. Có ai thấy không? Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng đấy. Tôi làm chứng, hôm đó là do Quách Thiếu Thông dẫn người đến kiếm chuyện với Châu Dũng, bất đắc dĩ Châu Dũng mới phản kháng. Tôi cũng có thể làm chứng. Thị trưởng Cố, ông định đổi trắng thay đen sao? Ý cậu là sao? Lạnh điều tra. Thị trưởng Cố, ông và con trai ông Cố Thiên Thành bị tình nghi lợi dụng chức vụ vì mục đích riêng, tạm thời đình chỉ mọi chức vụ. Bây giờ xin vui lòng theo tôi phối hợp điều tra. Cái gì? Quách Thiếu Thông, cậu dám gài bẫy Cố ra? Quách Thiếu Thông, tôi đánh giá thấp cậu rồi. Không nói vậy được đâu. Châu Dũng, tôi chỉ là một công dân, gương mẫu của thành phố thôi. Anh có thể lấy Cố Thị ra để uy hiếp tôi, thì tôi cũng có thể tìm ra điểm yếu lớn hơn của anh. Dẫn đi. Không được, cô không được đưa anh ấy đi. Thanh Thu, đừng nói nữa, anh sẽ phối hợp điều tra thật tốt. Tần Thanh Thu, bây giờ cô hối hận chưa? Một khi Châu Dũng ngồi tù thì tôi sẽ không cho anh ta cơ hội ra ngoài lần nữa đâu. Cô chỉ cần ở nhà đợi giấy báo tử của anh ta thôi. Chúng ta đi. Phòng tạm giam của đội tuần tra. Tên nhóc thối cũng gan đấy, dám đắc tội Quách thiếu gia. Cậu có biết xuất thân của Quách gia không? Vương Hưng, đội trưởng đội tuần tra. Nếu cậu không biết, vậy tôi nói cho cậu biết, anh rể của Quách Thiếu Thông là người của tứ đại gia tộc Long Đô, Ngô Đại Thiếu Gia, Ngô Trung Hiếu, tù nhân Châu Dũng thì hành án tử hình, ký tên đi. Thậm chí còn không có thẩm vấn mà thi hành án tử hình. Muốn trách thì trách cậu đã đắc tội với người không nên đắc tội. Huống hồ người cậu hại là người của thống lĩnh Vương. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn ký tên đi, như vậy Quách Thiếu Gia mới có thể tha cho người nhà cậu. Nếu không, mẹ nuôi của cậu, em gái của cậu đều phải cùng cậu đi xuống đó. Đúng rồi, Quách Thiếu bảo tôi nói với cậu vài lời. Sau khi cậu mất, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho vợ cậu. Đây là tín vật truyền thế của chiến thần Bắc Lang Vương, có thể thống lĩnh 100.000 quân Bắc Lang. Bây giờ con chính là tân Bắc Lang Vương. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại. Cậu biết tôi là ai không? Cậu là ai? Tất nhiên tôi biết rồi. Cậu không phải chỉ là tên tù nhân án tử hình sao? Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn ký tên đi, đừng chống cự một cách vô nghĩa, hiểu không? Gọi cục trưởng của các người ra đây. Cục trưởng thượng quan của chúng tôi sẽ không gặp một tên tù nhân án tử hình đâu. Tôi khuyên cậu nên thật thà mà ký tên đi. Nếu không, tôi có thể giật điện cậu ở đây, sau đó cho cậu mang thêm tội sợ tội tự kết liễu. Cậu, sao cậu có thể làm được? Cậu làm gì vậy? Với cậu, cậu cũng xứng mặc bộ đồ này sao? Anh của tôi là phó thống lĩnh ở Vân Thành.
phòng làm việc của đội trưởng đội tuần tra. Cô Tần, ở đây là đội tuần tra. Sao có thể có người hại chồng cô chứ? Cô yên tâm, chúng tôi xử lý vụ án rất công bằng. Thật đó, đại đội trưởng, thế lực của Quách gia, cô cũng biết mà. Anh ta muốn mua chuộc người trong tù để hại chồng tôi. Tôi nói rồi, đây là đội tuần tra, không có mệnh lệnh của tôi. Quách gia có lớn tới đâu cũng không dám động thủ trên địa bàn của tôi. Còn nữa, tôi không thể cử người bảo vệ chồng cô được. Ở đâu mà có việc phái người bảo vệ nghi phạm chứ? Cô Tần, thật là trùng hợp. Thì ra cô cũng ở đây. Cô đến đây để cầu xin cho chồng mình sao? Chi bằng cô cầu xin tôi đi, ngủ với tôi một đêm, dỗ cho tôi vui rồi, có thể tôi sẽ tha anh ta một mạng. Quách Thiếu Thông, đây là ở đội tuần tra, nói chuyện chú ý chút đi. Đại đội trưởng, có chuyện lớn rồi. Châu Dũng, cậu ấy, có phải Châu Dũng sợ tội nên tự kết liễu không? Không phải, là đội trưởng Vương Hưng bị Châu Dũng đánh thành người thực vật rồi. Tên Châu Dũng này, anh ta thật sự chán sống rồi sao? Vương Hưng, em trai của Vương Tuấn, người đẹp, cái tên rác rưởi này, không ai có thể cứu anh ta. Tôi đợi cô trên giường nhé. Dám tấn công người tuần tra, Châu Dũng, cậu cũng gan lắm. Người tôi xử lý đều là những người có tội. Cậu ấy có tội hay không, không đến lượt cậu quyết định. Đại hạ có luật, tấn công người thi hành công vụ bị tử hình. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi thi hành án xử bắn. Ngay cả việc thẩm tra cũng không làm. Xử lý đặc biệt đối với các trường hợp cá biệt. Đã có hai mạng người hy sinh dưới tay cậu rồi, bây giờ lại thêm một tội danh tấn công cảnh sát trong tù. Cậu biết cậu ấy là ai không? Em trai của Vương Tuấn. Có biết Vương Tuấn là ai không? Tôi không có hứng thú muốn biết. Tôi lười nói chuyện vớ vẩn với cậu. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến nơi hành hình. Hôm nay đội tuần tra tôi sẽ thay trời hành đạo, đưa tên tội phạm như cậu ra trước pháp luật. Đội tuần tra của các người chưa đủ tư cách để thẩm vấn tôi. Trong lãnh thổ đại hạ không có nơi đội tuần tra tôi không quản được. Vậy sao? Vậy còn cái này, không phải chỉ là một tấm lệnh bài thôi sao? Cô xem thử đó là lệnh bài gì. Không phải chỉ là Bắc Lang sao? Cái gì? Lệnh bài Bắc Lang? Cậu là quân chủ Bắc Lang? Không thể nào. Trước khi ra tù, rõ ràng cậu chỉ là đứa mồ côi tay trắng. Vậy còn cái này, nhẫn thần y. Ông nội, quân đội của Vương Tuấn đã bao vây Tần gia rồi. Tốt lắm, lần này Châu Dũng muốn trốn cũng không trốn được. Với tính tình của Vương Tuấn, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra. Ông nội, Châu Dũng đến một mình, hắn thật sự chán sống rồi. Là kẻ nào? Gọi Vương Tuấn ra đây cho tôi. Bắt hắn lại cho tôi. Hắn không phải là một tên bác sĩ yếu đuối sao? Sao hắn lại lợi hại thế? Có lợi hại hơn nữa thì có đánh được bao nhiêu người? Nhiều người như vậy mà không đánh lại sao? Lên cho tôi. Báo cáo, Châu Dũng đến rồi. Hắn sắp đánh vào tới đây rồi. Cái gì? Canh chừng họ cho tốt. Rõ. Ngoan ngoãn chút đi, Châu Dũng. Cậu dám khiêu khích thiên vệ của đại hạ? Thiên vệ đại hạ sao? Vậy tôi là ông trời của đại hạ đây. Châu Dũng to gan, biết mình đang nói gì không? Chỉ dựa vào câu này của cậu đủ để kết tội cậu là kẻ nghịch phản rồi. Cậu đúng là chán sống rồi. Hại em trai tôi bị liệt nửa người. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy rốt cuộc ai mới là ông trời của Vân Thành. Lên cho tôi.
Công lực này mạnh quá. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Anh biết nó thì chắc cũng biết tôi là ai rồi. Bắc Lăng Lạnh, không phải nó đã biến mất từ 5 năm trước rồi sao? Người nắm giữ Bắc Lăng Lạnh có thể thống lĩnh 100.000 Bắc Lăng Vương của quân Bắc Lăng, người vô địch đại hạ. Sao có thể là cậu chứ? Nếu bây giờ anh cầu xin tôi có thể tha cho anh một mạng. 100.000 quân Bắc Lăng tuyệt đỉnh vô song, chỉ trong nháy mắt là có thể tiêu diệt đội quân của mình. Không được, Bắc Lăng Vương thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là người thôi sao? Lẽ nào Bắc Lăng Vương không sợ đạn sao? Dừng tay. Thống lĩnh La, đến đúng lúc lắm. Mau khống chế tên Châu Dũng này lại cho tôi. Sao cậu lại quỳ xuống? Tôi biết rồi. La Thanh, tên theo giặc bán nước. La Thanh, thống lĩnh đội quân Vân Thành, thông đồng với Châu Dũng, âm mưu lật đổ Vân Thành. Bây giờ, tôi sẽ tiễn cậu đi ngay đây. Yêu ma, đúng là yêu ma mà. Chạy thôi. Tôi thật vô dụng. Xin Bắc Lang Vương trị tội. Không sao, dẫn cậu ta lên đây. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Châu Dũng, mau, nhanh lên, bắt anh ta đi. Anh ta đã đánh em trai của phó thống lĩnh mấy người. Mau lên, bắt anh ta. Người cậu nói là anh ta phải không? Anh đã lấy mạng Vương Tuấn. Hắn ta tội ác tày trời, âm mưu phản loạn, đã bị tôi xử lý tại chỗ. Quách Gia các cậu cũng là đồng phạm. Không, tất cả mọi chuyện là do Vương Tuấn chỉ đạo, không liên quan gì đến Quách Gia tôi. Tôi đã nói rồi, cho dù Quách Gia các cậu có dùng mọi thủ đoạn hay mối quan hệ, tôi đều có thể săn bằng bọn họ. Bây giờ cậu đã tin chưa? Tin. Châu Dũng, anh tha cho tôi lần này, tôi sẽ không kiếm chuyện với anh nữa. Bây giờ mới tin, muộn rồi. Cho cậu cơ hội mà không biết tận dụng. La Thanh, có tôi, điều tra tất cả các bằng chứng phạm tội của Quách Gia, niêm phong toàn bộ tài sản. Kể từ hôm nay, tôi muốn Quách Gia hoàn toàn biến mất khỏi Vân Thành. Tuân lệnh. Châu Dũng, anh dạy tôi là một trong tứ đại gia tộc ở Long Đô. Anh dám làm gì Quách Gia tôi, anh ấy sẽ không tha cho anh đâu. Vậy tôi sẽ tiễn anh ta xuống chung với cậu. Còn không cút đi. Vẫn là bị bắt rồi. Châu Dũng, tên tội phạm cậu đã hại cả nhà chúng tôi ra thế này. Là thống lĩnh, quan có đầu nợ có chủ. Nếu đã bắt được Châu Dũng rồi thì hãy thả gia đình chúng tôi ra đi. Chuyện này thực sự không liên quan đến chúng tôi. Cô Tần, đều tại tôi đã không nghiêm khắc. Bây giờ mấy người được tự do rồi. Được tự do sao? Vậy tôi vẫn có thể ở bên Châu Dũng sao? Tần Thanh Thu, con điên rồi. Chúng ta có thể được tự do là nhờ phước của ông bà để lại. Con còn muốn đi theo nó xuống mồ sao? Không, mấy người hiểu lầm rồi. Chúng tôi đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi. Là do tên Vương Hưng đáng ghét kia, anh Châu cũng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Anh ấy vô tội. Hơn nữa, chúng ta còn phải cảm ơn anh Châu vì đã bảo vệ mọi người. Thật sao? Cho tôi pháp trường quân đội. Toàn bộ hung thủ đã được đưa đến đây rồi. Thả tôi ra, tôi sẽ lấy mạng của cậu. Cậu là người đã đập nát bệnh viện Thanh Dương, đánh vợ tôi bị thương sao? Vậy thì sao chứ, cậu dám động đến tôi sao? Bác cả của tôi là Long Thiên Tường, Long Sơn, cháu trai Long Thiên Tường. Biết điều thì nhanh chóng thả tôi ra, rồi cầu xin tôi tha thứ đi. Nếu không đợi bác cả tôi đến,
cậu sẽ phải hối hận đó. Mau thả chúng tôi ra. Ồn ào. Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng cậu làm tổn thương vợ tôi, không thể tha thứ. Không, cậu không thể lấy mạng tôi được. Tôi là người thừa kế của Long gia đó. Nếu như cậu lấy mạng tôi rồi, Long Thanh cũng không bảo vệ cậu được. Là anh Long, người có máu mặt ở Giang Nam, đều đến rồi. Chuyện này càng ngày càng lớn. Sợ là mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. La Thanh, cậu quét sạch 16 sòng bạc của Thiên Long Bang chúng tôi. Tôi có thể không so đo với cậu, nhưng dù sao đi nữa cậu cũng không nên bắt cóc cháu trai của tôi, còn lấy mạng anh em của tôi nữa. Bác cả tôi tới đây rồi. Cậu đầu hàng đi. Tôi cũng muốn xem thử anh ta có thể làm gì đây. Cứu cháu với. Thả cháu trai tôi ra. Nếu tôi không thả thì sao? La Thanh, tốt nhất là cậu nên bảo người của cậu dừng tay lại. Nếu không lỡ như cháu trai của tôi có xảy ra chuyện gì bất chắc, thì tôi đảm bảo sẽ triệu tập anh em của Thiên Long Bang, khiến toàn bộ Vân Thành của các cậu cùng chôn theo. Sao cơ? Anh muốn khai chiến với tôi sao? Tôi bảo cậu thả cháu trai tôi ra. Được thôi, vậy tôi trả cho anh này. Không. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi, tên là Châu Dũng. Hóa ra cậu chính là Châu Dũng. Lưu Sơn có lấy mạng cậu ta cho tôi. Cậu vô dụng, toàn là đồ vô dụng. Rốt cuộc cậu là ai vậy? Anh đó còn chưa đủ tư cách để biết tôi là ai đâu. Cậu lấy mạng người của Thiên Long Bang tôi mà muốn đi như vậy sao? Bắt lại cho tôi. Tôi xem ai dám. La Thanh, cậu thật sự muốn khai chiến với tôi sao? Long Thiên Tường, nếu như tôi là anh thì tôi sẽ bồi thường cho Tần Thanh Thu 10 triệu, sau đó quỳ xuống xin lỗi anh Châu. Nếu không thì tôi sợ anh sẽ ngủ không toàn thây. Kế đó là Thiên Long Bang cũng sẽ vì sự ngu ngốc của anh mà tan thành mây khói. Long Thiên Tường, tôi đây đã lăn lộn ở Thi Hải suốt 40 năm, chưa từng sợ ai cả. La Thanh, cậu vậy mà lại dám uy hiếp ông đây. Được, tôi cũng muốn xem thử mấy cậu có bản lĩnh gì mà muốn khiến Thiên Long Bang chúng tôi tan thành mây khói. Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Người này đã lấy mạng cháu trai của tôi, mạng của cậu ta tôi phải lấy cho bằng được. Nếu cậu không muốn khiến Vân Thành máu chảy thành sông, thì trước trưa ngày mai đưa cậu ta đến trụ sở Thiên Long cho tôi. Nếu không, Thiên Long Bang chúng tôi nói được làm được, sẽ khiến nơi này đến một vọng cỏ cũng không mọc nổi. Phong lão tổ. Thiên Long tiễn, ba phát bắn. Vô cùng khẩn cấp. Điện chủ, Long gia đã phóng Thiên Long tiễn. Lại là vì tên Châu Dũng đó sao? Vâng. Được rồi. Xem ra, lần này cậu ta đi đời chắc rồi. Tín vật của Thần Y Điện và quân Bắc Lang này cuối cùng cũng rơi vào tay Ngô gia này rồi. Truyền lệnh xuống. Tiếp tục tiến hành kế hoạch. Tuân mệnh. Thưa điện chủ, Ngô gia đã ra quân toàn diện. Các bộ phận của Thần Y Điện đang tập trung về phía Vân Thành. Cá đã cắn câu rồi, phải thu lưới thôi. Thanh Long, đốt khói báo động đi. Ban hành Bắc Lang lệnh. Rõ. Tử. Cậu Long, Phong lão tổ, hôm nay Long Thiên Tưởng tôi bị vướng kiếp nạn này, không thể không mời ông ra ngoài. Cậu Long không cần khách sáo, tôi bế quan nhiều năm, đã đột phá đại tông sư từ lâu rồi, đã đạt đến cảnh giới hoa chân. Đối phó với một Châu Dũng tầm thường như vậy, tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà hôm nay Lang Vương mất tích hơn 20 năm, tái xuất giang hồ, các đại tông sư đều tụ tập về Vân Thành. Chắc là tân Bắc Lang Vương kế nhiệm sắp sửa lên ngôi. Sau khi tôi giúp cậu giải quyết xong vấn đề này, cũng phải đi ý kiến Bắc Lang Vương một chút. Chuyện đó là tất nhiên. Tôi cũng phải nhắc nhở lão tổ một chút.
cái tên Châu Vũ này không chỉ có năng lực lấy mạng tông sư trong chớp mắt, mà phía sau còn có La Thanh, một cao thủ chấn giữ quân đội. La Thanh thì tính là cao thủ gì chứ? Chỉ là một tên lính láo nhỏ bé thôi. Người bình thường sợ đạn, nhưng nó căn bản không phải là mối đe dọa đối với chúng ta. Hôm nay có tôi ở đây, cho dù Châu Dũng có ba đầu sáu tay, cũng không có khả năng sống sót mà rời khỏi đây. Được, hôm nay phải trông cậy vào lão tổ rồi. Báo. Anh Long, Châu Dũng đến rồi. Đến rồi sao? Cậu ta mang theo bao nhiêu người? Chỉ là... Châu Dũng, sao hôm nay lại một mình một ngựa đến đây thế này? Chắc hẳn đã quá sợ hãi nên đến tìm cậu Long để cầu xin tha thứ chứ gì. Châu Dũng, cậu thật sự muốn đến đây để nộp mạng? La Thanh quả nhiên lựa chọn từ bỏ cậu. Ân oán của tôi với anh, hà cớ gì phải lôi người vô tội vào? Được. Đúng là hảo hán. Vậy thì tự kết liễu đi. Tôi có thể cho cậu được toàn thây. Đáng tiếc người phải bỏ mạng hôm nay không phải là tôi, mà là anh. Láo xược, dám nói chuyện rõ ràng với anh Long. Chuyện trước đây lão phu có hơi kiêng dè cậu một chút. Xem ra cậu chỉ là một con chuột ngu ngốc, không biết trời cao đất dày là gì. Châu Dũng, hôm nay người tôi đã mời tới chính là cường giả Hoa Chân. Ngay cả bậc thầy đứng trước mặt anh ấy cũng chỉ có thể quỳ xuống xin tha mạng. Còn không mau khoanh tay chịu trói đi, tránh khỏi ngậm đắng nuốt cay. Cường giả Hoa Chân dưới trướng của tôi lên tới hàng vạn đấy. Quân Bắc Lang đâu rồi? Quân Bắc Lang, Huyết Lang, Thiên Lang, chờ đợi chiếu chỉ. Cậu là? Tôi chính là Bắc Lang Vương. Bắc Lang Vương, Châu Dũng. Bây giờ đến lượt ai chịu trói đây? Bắc Lang Vương, xin hãy tha mạng cho tôi. Không thể nào, cậu không thể là Bắc Lang Vương. Bắc Lang Vương vào 20 năm trước, tại đại chiến Long Đô đã sớm mất tích rồi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy bóng dáng của Bắc Lang Vương. Cậu hoàn toàn không phải. Cậu ta đương nhiên không phải Bắc Lang Vương. Là ai đang nói? Cậu ta tất nhiên không phải Bắc Lang Vương. Cậu ta chẳng qua chỉ là một tên hàng nhái. Con trai của tôi mới chính là Bắc Lang Vương thật sự. Bái kiến điện chủ Thần Y Điện. Nếu như tôi là hàng nhái, còn ông thì sao? Kẻ phản bội, hỗn xược. Tôi là hậu duệ chính thống của Thần Y Điện, là đồ đệ xuất sắc nhất của lão điện chủ. Vị trí điện chủ này của tôi là danh xứng với thực. Cậu thì là cái thá gì chứ? Một kẻ ngoại đạo không rõ nguồn gốc, cũng có vọng tưởng đánh cắp bí quyết của Thần Y Điện tôi. Vậy sao? Nếu ông là hậu duệ chính thống, vậy tại sao nhẫn thần y lại ở trong tay của tôi? Nhẫn thần y tại sao lại ở trong tay cậu chứ? Quả nhiên là trong tay của cậu. 20 năm trước, nhẫn thần y này đã thất lạc. Tuổi tác của cậu nhỏ như vậy, làm sao có thể có được nó? Chỉ có một khả năng, đó chính là cậu đã lấy trộm. Lấy trộm sao? Bao gồm luôn cả Bắc Lang Lạnh đang trong tay của cậu ta nữa. Thiên Lang, Huyết Lang, hai người suy nghĩ một chút đi. Cậu ta chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, một thằng nhóc không có tài cán gì, dựa vào đâu mà chỉ huy hai người? Tôi đã sớm nói cậu là giả rồi. Bắc Lang Vương võ công cái thế, thần uy thiên tướng, sao mà một tên vào trại cải tạo có thể đóng giả được? Ngô Minh Duy, ông thật sự biết đổi trắng thay đen đó. Nói đến mức ngay cả tôi cũng xém tin rồi. Vậy sao? Vậy cậu dựa vào cái gì để chứng minh cậu mới là thật đây? Để tôi chứng minh. Ngô Minh Duy, ông còn nhớ tôi không? Tất nhiên là nhớ rồi. Ông đã truy lùng tôi 20 năm. Trong 20 năm qua, mỗi ngày tôi đều che giấu thân phận, chỉ đợi đến ngày hôm nay và trần ông trước mọi người bộ mặt thật của kẻ phản bội Thần Y Điện. Ông còn nhớ trận đại chiến Long Đô không? Trong 20 năm qua, ông đã sát hại biết bao nhiêu người trung thành của Thần Y Điện, Phùng Lâm của Thiên Xu Đường, Lâm Mạnh của Địa Sát Đường, Từ Ngọc của Nhân Linh Đường. Nếu không phải được Châu Dũng cứu mạng, không ai trong số họ sẽ sống được tới hôm nay. Phùng Lâm, đường chủ trước đây của Thiên Xu Đường, những cái tên này tất cả đều là những tinh anh trong điện đã mất tích nhiều năm trước. Chẳng lẽ đúng như lời Thanh Long nói, họ đã bị thanh trừng hết rồi? Là bị ai hãm hại vậy? Đồ phản bội, đừng có ở đây gây náo loạn. Thần Y Điện bây giờ đã do Ngô gia tôi nắm quyền. Tôi là vị thần duy nhất trong Thần Y Điện.
tôi muốn lấy mạng kẻ nào thì kẻ đó đừng mơ được sống. Không cần biết lý do gì, Ngô Minh Duy cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng rồi. Nếu nói ra thì làm sao nào? Ngô gia của tôi quyền thế ngập trời, thần y điện nằm trong tay tôi như là một con dao nhọn. Lão tử muốn chém ai thì chém, muốn đâm vào đâu thì đâm vào đó. Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn giao tín vật ra đây. Thần y điện tôi lấy lòng người làm tâm, hoặc có lẽ tôi có thể tha cho cậu. Cậu thấy sao? Ông thật sự nghĩ rằng nắm thần y điện trong tay thì bất khả chiến bại rồi sao? Vậy cậu lấy cái gì để chống lại tôi đây? Lão phu ở đây, tôi xem ai dám hỗn sự. Thiên lang, huyết lang, có thuộc hạ. Những kẻ đầu hàng sẽ không bị quy trách nhiệm. Những kẻ ngoan cố xử lý không khoan nhượng, tuân mệnh. Thiên lang huyết lang cái gì chứ? Chẳng là cái thá gì cả. Huyết minh và lồng tiếng tại Kim Châu Á. Kim cương quyền. Không thể ngờ công phu của cậu bây giờ so với 20 năm trước đã tăng lên rất nhiều. Cái này phải cảm ơn bí kíp của thần y điện Châu Điện Chủ. Đây là thứ mà những kẻ phản bội không thể hiểu được đâu. Không thể tin, Ngô Minh Duy đã từng đánh bại biết bao người, hôm nay lại thất bại trong tay tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh. Không phải ông thua người khác, mà là thua chính bản thân mình. Ông sát hại chúng sinh, kết cục của ông sớm đã được định sẵn khi ông lấy mạng cả Châu gia của tôi vào 20 năm trước rồi. Hóa ra cậu là tàn dư của Châu gia. Không thể ngờ đúng không? Năm đó ông tùy tiện diệt môn cả một gia tộc, hôm nay tôi sẽ dùng phương thức tương tự để bắt ông đền mạng. Xuống địa ngục đi. Điện chủ, Thiên Long Bang đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Ngô Trung Hiếu. Cố gắng tìm kiếm, không để kẻ nào trong Ngô gia còn sót lại. Tuân mệnh. Ba, mẹ, con trai cuối cùng đã trả thù cho hai người rồi. Ngồi xuống, ngoan ngoãn chút đi, đừng có lươn lẹo. Thằng Châu Dũng này vậy mà dám đắc tội với Thiên Long Bang. Bây giờ nhà chúng ta sắp tiêu tùng rồi. Đừng có ồn, im lặng đi. Tần Thanh Thu, em cũng thấy rồi đó, hôm nay kiểu gì Châu Dũng cũng phải mất mạng. Em mau cắt đứt quan hệ với anh ta đi, rồi kết hôn với anh. Nếu không đợi các người rơi vào tay của Thiên Long Bang, kết cục như nào hẳn là em cũng biết rồi. Anh nằm mơ đi. Chuyện Thiên Long Bang đắc tội anh Long là một mình Châu Dũng làm, không liên quan gì đến Tần gia chúng tôi. Không liên quan sao? Châu Dũng là vì Tần Thanh Thu kết liễu cháu trai duy nhất của anh Long. Ông nói đi, chuyện này có liên quan không? Tần Thanh Thu, con xem con đã gây ra đại họa gì rồi kia. Bây giờ ngay cả Vân Thành cũng sẽ gặp nạn, con còn ở đây bảo vệ cậu ta nữa. Chẳng lẽ con vì cậu ta mà muốn ba và mẹ xuống suối vàng sao? Trịnh thiếu gia, Cố Thiên Thành mang những tên thất bại của thần y điện đến kia. Thần y điện cái gì chứ? Đó không phải người của Ngô gia sao? Sao họ lại tự đánh nhau rồi? Tôi cũng không biết. Đám người này đột nhiên xuất hiện, ai cũng có sức mạnh trên cả tông sư. Người của Thiên Long Bang sắp không trụ nổi nữa rồi. Cô Tần, tôi đến đón cô thay cho cậu Châu. Thanh Thu, đừng nhúc nhích, lên cho tôi, chặn bọn họ lại. Vâng. Đi thôi. Làm gì vậy? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, buông tôi ra, anh sẽ không làm hại em.
tách ra tìm đi. Vâng. Người vẫn còn sống. Sao lại còn có khí tà độc? Tần Thanh Thu, không ngờ lại là tôi đúng không? Cô biết đấy, tại sao tôi lại biến thành dáng vẻ như quỷ này? Những cái này tất cả đều do cô và Châu Dũng ban cho đó. Dừng tay. Châu Dũng, cuối cùng anh cũng đến rồi. Vương Thúy, cô bị tà độc mê hoặc rồi. Cô thả cô ấy ra đi, tôi có thể cứu cô. Cứu tôi? 5 năm trước, khi Quách Thiếu Thông làm nhục tôi, sao anh không đến cứu tôi? Phải, anh đang ở tù vì mẹ nuôi của anh. Vậy còn tôi thì sao? Tôi là gì chứ? Anh có quan tâm đến tôi không? Ngay cả Lục Vi Vi kia cũng quan trọng hơn tôi sao? Tôi cũng muốn cứu cô thoát khỏi biển khổ, nhưng tự cô đã lựa chọn. Phim được dịch, thuyết minh và phải. Tiếng tại phim châu Á. Thoát khỏi biển khổ. Quách Thiếu Thông hành hạ tôi mỗi ngày mỗi đêm, khiến tôi trở thành một món đồ bị người khác tùy ý chà đạp. Tôi vốn đã chọn chấp nhận số phận. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại quay về phá hủy cuộc đời tôi, còn dẫn theo người phụ nữ đầy hào quang này? Dừng lại. Đúng, tôi ghen tị với cô ta. Tôi ghen tị với vẻ đẹp của cô ta. Ghen tị với sự trong sạch của cô ta. Tôi ghen tị với cô ta vì được bao quanh bởi rất nhiều đàn ông. Tôi ghen tị hơn là cô ta có được tình yêu mà tôi không có được từ anh. Vương Thúy, cô thả cô ấy ra đi. Tất cả đều từ tôi mà ra, không liên quan đến cô ấy. Chính là vì từ anh mà ra, cho nên tôi muốn nửa đời còn lại của anh phải đắm chìm trong sự hối hận không thể diễn tả. Thanh Thu, Châu Dũng, vô ích thôi. Cô ta đã bị tôi gieo tà độc vào rồi. Chưa đầy một tháng nữa sẽ toi thôi. Không ai có thể cứu cô ta. Châu Dũng, cho dù là anh, Thanh Thu, cho dù có phải trả bất kỳ giá nào, anh cũng sẽ cứu em. Điện chủ, Đường Vương đến rồi. Châu Dũng, bây giờ tôi nên gọi cậu là điện chủ hay là Bắc Lang Vương? Đường Vương cứ nói đùa. Trận đấu này cậu đánh tốt lắm, không chỉ cứu được bổn vương, cũng cứu giúp con dân đại hạ. Bổn vương có một cô con gái tên là Hoa Lan, tuổi còn trẻ, là nữ chiến thần của đại hạ. Nhưng con bé bận rộn với việc quân ở Long Đô, chưa từng nghĩ đến kết hôn. Hôm nay tôi quyết định gả con bé cho cậu, được chứ? Cảm ơn ý tốt của Đường Vương, tại hạ. Cậu đừng vội từ chối đứa con gái nghịch ngợm này của tôi. Thực ra cậu cũng biết tên của con bé ở Vân Thành là Thượng Quan Băng, đại đội trưởng Thượng Quan. Tất cả đều do tôi trước đây ép nó quá. Con bé chạy đến đây để trốn việc kết hôn, nhưng mà bây giờ đã trở lại Long Đô phục chức rồi. Vân Thành này thật sự là người giỏi rất nhiều, ai cũng đều đến đây. Tôi biết cậu và cô Tần đã có hôn ước, nhưng cậu đã là vương hầu, tam thê tứ thiếp, cũng không phải là chuyện gì lạ. Chỉ cần cậu có thể để con gái tôi trở thành chính thất, dù cậu có liên quan đến bao nhiêu người phụ nữ, bổn vương cũng không can thiệp. Vậy Bắc Lang Vương có chịu không? Tại hạ thật khó tuân theo mệnh lệnh của Đường Vương. Vậy nên cậu không muốn cứu cô Tần sao? Bổn vương nói cho cậu biết, cách cứu cô ấy chính là ở chỗ con gái tôi. Điều này là thật sao? Hoàn toàn không phải đùa. Được thôi, vậy tôi sẽ đến Long Đô một chuyến. Đường Vương không tin tưởng tôi, bảo cô đến giám sát tôi sao? Làm gì có, là sợ em gái tôi quá ương bướng, do anh chạy mất, đặc biệt cử tôi đến để canh chừng anh. Ương bướng? Cô biết khi cô ấy ở Vân Thành làm trong đội tuần tra, suýt nữa thì lấy mạng tôi không?
Từ nhỏ Hoa Lan đã nghịch ngợm, nhưng anh cũng phải cẩn thận. Lòng đồ đại hạ này không giống ở Vân Thành, khắp nơi đều là thế gia đại tộc, ngay cả tôi cũng phải nói năng cẩn trọng. Như Yên, sao em đến mà không thông báo cho anh? Để anh đợi em nửa ngày. Lục thiếu gia, anh không cần đợi tôi. Làm sao được chứ? Lục Minh, Lục đại thiếu gia của Long Đô, anh đặc biệt đến đón em, có thích không? Hoa cúc này cũng đẹp đấy, nhưng không biết một lát nữa bị đập nát thì sẽ có mùi gì. Tên nhóc này là ai vậy? Dám cướp hoa của tôi. Đây là Châu Dũng, vị hôn phu của tôi. Vị hôn phu? Long Thiên Tường vừa mất chưa tới 2 ngày, vị hôn phu từ đâu ra vậy? Tôi và cô Liễu đây tình đầu ý hợp, trước mộ của Long Thiên Tường đã định ước trọn đời. Cậu đến muộn rồi. Như Yên, anh đã đợi em 3 năm rồi, sao em lại thích cái tên rác rưởi này? Nếu cậu như vậy, đừng nói 3 năm, chờ 30 năm cậu cũng không có cửa. Tên nhóc, cậu có biết tôi là ai không? Tôi ghét nhất kiểu phô trương gia thế như cậu. Ngoài thể hiện bản thân bất tài thì không làm được gì khác, có đúng không? Tôi nói cho cậu biết, tôi chính là thiếu gia của ngân hàng Thần Đô, thân tín của nhị hoàng tử. Ở Long Đô không ai dám đắc tội với tôi. Đắc tội tôi là đắc tội nhị hoàng tử. Cậu dám cướp người phụ nữ của tôi, cậu to chắc rồi. Như Yên, lần này anh đến đây chủ yếu là vì gửi em thiệp mời đính hôn giữa nhị hoàng tử và Hoa Lan. Nhị hoàng tử ngưỡng mộ Hoa Lan nhiều năm, may mắn được quốc chủ ban hôn. 3 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc Long Phượng, các gia tộc lớn ở Long Đô đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, thế lực của nhị hoàng tử sẽ như mặt trời giữa trưa, sẽ là quốc chủ kế nhiệm của đại hạ trong tương lai. Còn tôi, với tư cách là thân tín của quốc chủ tương lai, ít nhất tôi cũng sẽ thành một đại tướng quân. Ở cả cái đại hạ này cũng chỉ dưới 1 người trên 1 vạn người. Cậu dám giành phụ nữ với tôi, cậu có tư cách gì chứ? Nếu cậu trở thành đại tướng, quả thật là tai họa cho quốc gia và dân chúng. Dám mắng tôi không chỉ mắng cậu. Nếu cậu còn không đi, tôi sẽ nhét hoa cúc dại này vào mồm của cậu, để giấc mơ đại tướng của cậu thành ác mộng, cậu có tin không? Nhãi danh, hôm nay Như Yên ở đây, tôi không đánh cậu, nhưng lần sau tôi nhất định sẽ cho cậu thấy sức mạnh của tôi. Chúng ta cứ đợi xem. Anh còn cười được sao? Vợ anh sắp bị người ta cướp mất rồi kìa. Ai nói tôi muốn cưới cô ấy? Có người gánh họa thay cho, không phải tốt lắm sao? Nhưng mà bữa tiệc này chúng ta vẫn phải đi. Người bạn trai cũ như tôi phải đến chúc phúc chứ. Sảnh tiệc. Chào anh, cho tôi xem thư mời của anh với Châu Dũng. Cậu có thư mời không? Mà đòi đi vào trong. Những người được nhị hoàng tử mời, không phải là gia thế nổi tiếng thì cũng là hoàng thân quốc thích. Xin hỏi, cậu là loại nào vậy? Tôi không có thư mời đó. Không có thư mời, cậu còn dám vào trong? Cậu có biết muốn tham dự tiệc Long Phượng này phải hiến lễ bao nhiêu không? Ít nhất cũng là 10 triệu. Tôi thấy cậu đi tay không đến, ăn mặc như tên ăn mày. Cậu có nổi 10 triệu không? Không phải cậu đến đây để ăn chùa uống chùa chứ? Vậy thì cậu phải đợi rồi. Đợi bữa tiệc này kết thúc, cậu ra cửa sau sẽ có người đưa đồ ăn cho cậu. Chỉ là đồ ăn không được ngon nữa, phải ăn trong thùng rác đấy. Quý ông này, nếu như anh không có thư mời, vậy thì tôi chỉ có thể mời anh ra khỏi đây. Còn khách sáo với cậu ta làm gì? Cứ đuổi thẳng đi. Chúng tôi ở đây là con nhà giàu có, làm sao có thể ngồi chung mâm với gián chức? Đây gọi là thượng lưu, cậu hiểu không? Mặc dù tôi không có thư mời, nhưng tôi có cái thẻ này. Không biết có đủ tư cách vào trong chưa? Thẻ rồng đại hạ. Được, tất nhiên anh có tư cách vào trong. Cô có nhầm lẫn gì không? Đây chỉ là một thẻ tín dụng thông thường. Tôi là thiếu gia của ngân hàng Thần Đô, sao tôi chưa từng nghe qua chứ? Lúc tôi làm việc cho hoàng gia, mấy người còn đang mặc tã bỉm đó. Tôi nói thẻ này có thể vào thì anh ấy có thể vào. Sao nào, anh muốn chất vấn tôi hả? Không có đâu, cô tiếp tân chỉ là muốn tham gia tiệc Long Phượng này, cần phải hiến lễ. Chuyện này chắc cô không thể bỏ qua cho cậu ta chứ? Tùy cậu thôi. Cậu khoe khoang vậy không sợ trời phạt sao? Nếu thẻ này của cậu có thể quẹt được 10 triệu, tôi quẹt 100 triệu. Anh Châu, tôi xin lỗi. Vừa nãy tôi không cẩn thận ấn dư một con số không, đã quẹt của anh 100 triệu rồi. Cái gì? Máy quẹt thẻ của cô bị hư rồi hả? Lỡ quẹt nhiều như vậy rồi, coi như tặng cho mấy người. Để đầu bếp có thể chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn. Đổ cho cậu ta một cái bồn nhỏ đi. Lục thiếu gia, thích ăn như vậy. Không phải chứ, Châu Dũng.
Anh Châu cũng đã quẹt thẻ rồi. Bây giờ đến lượt anh rồi chứ hả? Quẹt đi. Lục thiếu gia vừa nãy nói muốn quẹt 100 triệu mà, phải không? Vậy tôi sẽ quẹt 200 triệu. Tôi đường đường là thiếu gia của ngân hàng Thần Đô, làm sao có thể bị một tên quê mùa qua mặt chứ? Tôi quẹt 300 triệu, 400 triệu, 500 triệu, 600 triệu, 800 triệu, 1 tỷ. Được. Lục thiếu gia, cậu thắng rồi. Quẹt của Lục thiếu gia 1 tỷ đi. Lục thiếu gia, thật hào phóng. Tôi, xin thay mặt vợ tôi cảm ơn cậu. Sau này mà có dịp, tôi nhất định sẽ mời cậu đến nữa. Châu Dũng, Lục thiếu gia, tôi đã quẹt 1 tỷ. Xong rồi đây. Cảm ơn anh thật là phóng khoáng. Những gì cậu ta nói vừa nãy là sao vậy? Không phải tôi gửi hiến lễ cho Hoa tướng quân sao? Sao lại là đưa tiền cho cậu ta chứ? Đúng rồi, anh Châu và Hoa tướng quân dùng chung một thẻ mà. Cái gì? Châu Dũng, điện hạ, nhị hoàng tử Long Đô đại hạ, điện hạ, đây là Châu Dũng mà tôi đã nói. Châu Dũng, sao chỗ nào cũng thấy anh vậy? Cậu có thể đến đây, sao tôi lại không thể đến chứ? Loại người như anh cũng may mắn thật, vậy mà được Bắc Lang Vương cứu. Anh chính là người đã chữa khỏi bệnh cho Đường Vương. Thần y Châu Dũng, đúng vậy, là tôi. Nhị hoàng tử, mau cho người bắt cậu ta lại đi. Cậu ta là kẻ trộm. Cậu ta không chỉ trộm thẻ của Hoa tướng quân, còn làm ô uế thanh danh của cô ấy. Nói Hoa tướng quân là vợ của cậu ta, đây là tội không thể tha thứ. Cậu nói đúng đó, Hoa Lan là vợ của tôi. Nhưng mà thẻ rồng này không phải do tôi trộm, mà đó là của tôi. Hoa tướng quân là con gái của Đường Vương, là nữ chiến thần duy nhất ở đại hạ, được quốc chủ ban ân kết hôn với điện hạ. Cậu dám giành vợ với hoàng tử? Hơn nữa, không phải cậu với Như Yên đã đính hôn rồi sao? Tôi muốn cả hai. Không được hả? Điện hạ, tên này dám đến đây kiếm chuyện. Cậu ta vừa nãy ở cửa đã lừa tôi hết 1 tỷ đó. Lẽ ra tiền đó là để tặng cho ngài với Hoa tướng quân. Bây giờ tất cả đều vào túi của cậu ta. Tôi không đến đây để kiếm chuyện. Tôi đã gửi tiền rồi. 1 tỷ đó là do cậu tự nguyện bỏ ra mà. Hơn nữa Lục thiếu gia, gia đình cậu giàu có đến vậy, chẳng lẽ cậu ngay cả chuyện này cũng tiếc sao? Không phải cậu, điện hạ, đủ rồi, không cần phải nói nữa. Chuyện của Hoa Lan với Châu Dũng, cô Liễu đã nói hết với tôi rồi. Tôi cũng không quan tâm đến đâu. Mọi người, hôm nay là một ngày trọng đại của tôi với Hoa tướng quân. Ai đến cũng được xem là khách. Xin mời ngồi. Điện hạ thật là phong độ, không hổ là người sáng giá nhất cho vị trí thừa kế. Hôm nay là nhờ điện hạ cứu cậu. Ai cho cậu ngồi ở đây? Cậu cũng xứng ngồi đây sao? Sao tôi lại không được ngồi ở đây? Hôm nay những người được mời đến, mặc dù đều là tinh anh ở đại hạ, nhưng cũng phải xếp theo độ giàu có. Hai hàng ghế bên này là người có đóng góp hàng chục tỷ ở đại hạ, gia thế nổi tiếng. Anh nghĩ anh có tư cách ngồi đây hả? Cậu nói cũng có lý, thật sự không thích hợp. Loại người xấu xa như cậu, chỗ bên đó là dành cho người có đóng góp hàng trăm tỷ. Cậu dám giành chỗ với bọn họ hả? Vậy thì thôi, tôi ngồi đây cũng được mà, phải không? To gan, đây là chỗ ngồi của nhị hoàng tử. Cậu dám phạm thượng, thật sự không muốn sống nữa hả? Nói gì vậy? Tôi ngồi đây không được, ở đây không được, ngồi đây cũng không được. Tôi nên ngồi ở đâu? Cái loại người hèn hạ thấp kém hạ đẳng như anh, ngay cả thế gia hạng ba nghèo nhất Long Đô anh cũng không bằng. Anh làm gì có tư cách ngồi trên bàn? Người đâu, lấy cho anh ta cái ghế đầu đi. Anh cứ ngồi ở đây, nhìn chúng tôi ăn là được rồi. Không phải thú cưng của Trịnh thiếu gia đây sao? Đến làm bù nhìn hả? Nhân vật quan trọng như anh, sao lại dành chỗ với thú cưng vậy hả? Thú cưng nhà tôi còn không vào đây được. Châu Dũng có thể vào đây, thì cứ để anh ta ngồi đi. Vừa hay có người ngồi canh cửa. Châu Dũng, nhịn một chút đi. Đang ở Long Đô, đừng làm lớn chuyện. Nghe rõ chưa hả Châu Dũng? Không cần biết ở Vân Thành anh có uy phong thế nào, một khi đến Long Đô cũng phải cúi đầu dạ thưa với tôi. Tất cả mọi người ở đây đều là những người quyền quý bậc nhất đại hạ đấy. Toàn bộ đại hạ này đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Còn anh, đối với tôi mà nói, chỉ như con kiến thôi. Khoảng cách này mấy đời nhà anh cũng không vượt qua nổi đâu. Vị trí này có thể cho anh tham gia bữa tiệc đấy. Anh phải cảm ơn sự bố thí của chúng tôi nhé. Quyền quý sao? Cậu nói không sai. Sự sống còn của đại hạ nằm trong tay cậu. Nhưng sự sống còn của cậu
phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á lại nằm trong tay tôi. Châu Dũng, trước khi mở miệng, cậu cũng không tự xem lại mình là ai. Cậu nghĩ cậu là ai? Quốc chủ hả? Không biết lượng sức mình. Ai không tự lượng sức? Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Không phải các cậu muốn tôi ngồi dự bị sao? Được thôi, tôi ngồi. Nhưng ghế mà tôi ngồi phải do các cậu làm. Châu Dũng, mau thả bọn họ ra. Là bọn họ mời tôi ngồi. Tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng mà nói thật lòng thì cũng khá thoải mái đấy. Châu Dũng, anh đợi đấy cho tôi. Eo của tôi sắp gãy rồi. Đủ rồi, chỉ bởi vì một cái ghế mà ầm ĩ đến mức này. Nếu cô Liễu đã đưa Châu Dũng đến đây, vậy thì để anh ta ngồi với cô Liễu đi. Mọi người, mau ngồi vào bàn đi. Không để lỡ việc chính của hôm nay được. Hôm nay là ngày tôi với Hoa tướng quân đính hôn. Do đó, tôi đã đặc biệt chi một số tiền lớn ở chân bảo cát, mang đến một bảo vật tuyệt trần để mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng. Không lẽ đây là thất tinh lưu ly tháp trong truyền thuyết sao? Nếu cháy mãi không ngừng thì có thể kéo dài thêm 70 năm tuổi thọ. 70 năm tuổi thọ sao? Thứ đồ nghịch thiên cải mệnh này. Ngô Thanh Thiên, các chủ chân bảo các của Thanh Long Bang quả nhiên là bị Ngô các chủ tìm thấy rồi. Điện hạ đúng là may mắn. Châu Dũng, thứ mà anh muốn tìm chắc là nó nhỉ? Thất tinh lưu ly tháp này hả? Nó chỉ là hàng giả thôi. Cái gì? Là giả sao? Châu Dũng, cậu lại nói bậy bạ gì nữa đây? Vật này là bảo vật do Ngô các chủ đích thân mang đến đấy. Sao có thể là giả được? Đồ nhà quê đến từ Vân Thành như cậu đã bao giờ thấy vật quý giá nào chưa? Này cậu, chân bảo các tôi kinh doanh hàng trăm năm, sở hữu hàng trăm ngàn bảo vật. Trước giờ chưa có ai dám nói có vật nào là giả cả. Cậu ở đâu chui ra vậy? Ngô các chủ, Châu Dũng chỉ là một tên ở nhà quê mới lên, nghe nói còn từng ngồi tù nữa. Ngồi tù mấy năm nên là đầu óc cũng không được bình thường. Bây giờ mới bắt đầu tập nói lại. Anh cứ nhắm mắt cho qua đi. Cứ xem như là chó sủa ngang tay, đừng để tâm làm gì. Hóa ra là một tên thần kinh. Vậy tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Như vậy đi, nể mặt nhị hoàng tử, chỉ cần cậu đồng ý, bỏ từng bước đi ra ngoài, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Thấy sao? Như này đủ nhẹ nhàng với cậu rồi nhỉ? Châu Dũng, tôi đã rất khoan dung với anh rồi đấy. Còn không mau làm theo lời của Ngô các chủ đi. Châu Dũng, đừng gây sự nữa. Cô lo cái gì chứ? Các người chưa ai nhìn thấy bảo vật đó như thế nào? Sao biết được là thật hay giả? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội chiêm ngưỡng bảo vật thất tinh lưu ly tháp. Đây có phải là loại lưu ly giống với ngọc tùy hầu của Thiên Quốc, là lưu ly máu đế vương phải không? Đường nét điêu khắc tinh xảo này, cho dù là lấy ngọc tùy hầu để ngang hàng với nó cũng không nói quá đâu. Ngô các chủ quả là thần thông quảng đại, có thể sở hữu bảo vật tuyệt trần thế này. Lưu ly tháp này Đường Vương cũng đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn chưa có dấu vết gì. Không ngờ nó ở chỗ của chân bảo các. Cái này thì có là gì? Chân bảo các của tôi có Ngô gia chống lưng, còn cả ngàn bảo vật quý giá hơn thế này nữa. Châu Dũng, cậu đã thấy bảo vật này rồi. Tôi đang muốn nghe thử cậu còn dám bảo nó là hàng nhái nữa không. Nếu muốn biết bảo vật này là thật hay giả, không thể chỉ nhìn bên ngoài được, phải nhìn cả bên trong nữa. Ý của anh là sao? Đơn giản thôi. Tôi đập nó là biết. Dừng tay. Đây là bảo vật mà nhị hoàng tử chi hàng chục tỷ mua lại đấy. Nếu cậu đập vỡ nó, chúng tôi sẽ tiễn cậu đi chầu ông bà đấy. Châu Dũng, đây là lễ vật đính hôn của tôi và Hoa tướng quân, mau đặt nó xuống cho tôi. Nếu không, kể cả Đường Vương có đến cũng không cứu được anh đâu. Đập nát một món đồ giả mà cũng cần gọi đến Đường Vương sao? Châu Dũng, anh đừng hành xử như vậy. Đây là quốc bảo đấy. Nếu đây mà là bảo vật quốc gia thì tôi sẽ đến chợ đồ cổ mua cho cô cả một xe tải. Châu Dũng, giá trị của nó vô cùng to lớn, là bảo vật tuyệt thế. Anh có biết nếu anh đạp vỡ nó sẽ có hậu quả thế nào không? Cho dù anh có bán cả Vân Thành cũng không đền nổi đâu. Nếu nó thật sự là quốc bảo, tôi sẽ đền cho cậu gấp 10 lần. Nhị hoàng tử, anh nhìn thấy rồi đấy. Tôi đã bán bảo vật quý giá này cho anh với giá thấp nhất có thể, đều là bởi vì nể mặt giao tình giữa anh và Ngô gia. Nhưng tên này ngang ngược vô lý, nói bảo vật này là giả,
Còn muốn đập vỡ nó nữa. Đây đâu chỉ là vả vào mặt tôi, đây là đang vả vào mặt anh. Anh nói nhiều thật đấy. Thất tinh lưu ly tháp, bảo vật tuyệt thế 5.000 năm hiếm gặp, vậy mà lại bị hủy trong tay cậu. Châu Dũng, anh không chỉ phá hỏng buổi tiệc của nhị hoàng tử, còn đập vỡ bảo vật mà nhị hoàng tử tặng Hoa tướng quân. Anh đáng bị Chu Di cửu tộc. Châu Dũng, tôi nhịn anh hết lần này đến lần khác là bởi vì nể tình quan hệ với Đường Vương, nhưng tôi không ngờ anh nghĩ tôi dung túng cho anh, liên tục thách thức giới hạn của tôi. Khoan đã, mọi người nhìn này, chất liệu của mảnh vỡ này nhìn giống thủy tinh bình thường lắm. Thật ra lưu ly này bản thân nó là thủy tinh, không có vấn đề gì đâu. Không, tôi ở Đường Vương phủ từng thấy qua cổ pháp lưu ly thực sự. Cái này nhìn có vẻ không giống loại lưu ly như ngọc tùy hầu, có vẻ như là công nghệ hiện đại hơn. Cái gì công nghệ hiện đại? Nhị hoàng tử, hãy nghe tôi giải thích. Lưu ly máu đế vương này, thực ra nó là loại, không cần nói nữa. Cho dù thế nào, hôm nay Châu Dũng đã làm náo loạn hôn lễ của tôi, đó là sự thật, không thể tha thứ. Điện hạ, đây rõ ràng là hàng giả. Châu Dũng anh ấy đã giúp anh, sao anh có thể trách anh ấy chứ? Cô Liễu, mặc dù cô lớn lên bên cạnh Đường Vương, nhưng mà không phải là con ruột. Làm sao Đường Vương có thể cho cô thấy được quốc bảo thực sự chứ? Hơn nữa, Đường Vương phủ không phải chứa tất cả bảo vật trên thế gian, sao cô biết được? Nó nhất định là giả. Cô nói thế không ổn đâu. Điện hạ, tôi không thể chịu đựng nữa. Loại rác này, đứng ở đây thêm một phút là một sự xúc phạm lớn đối với ngài. Như Yên, lúc nãy em không nên ngăn cậu ta lại. Xem anh vì mọi người xả cơn tức này, đánh cậu ta ra ngoài. Châu Dũng, cậu xem cậu kia, không biết tự lượng sức mình. Tôi chưa động đến cậu mà cậu đã tự ngã rồi. Tôi vốn nghĩ anh xuất thân thấp kém, tôi định đại nhân đại lượng, không định trách tội chuyện anh trêu ghẹo Hoa tướng quân. Nhưng anh lại phá hoại lễ đính hôn của tôi, làm khách của tôi bị thương. Châu Dũng à, Châu Dũng, anh một chút cũng không hề tôn trọng tôi. Cậu có phải mù không? Tôi còn chưa động đến cậu ấy mà lại ăn vạ, còn trách tôi. Điện hạ, anh ta đến đây để cướp hôn, anh ta chắc chắn có ý đồ với Hoa tướng quân, cố tình quấy rối chỉ vì muốn phá hỏng buổi lễ này. Đừng có mà vu khống. Ai đến cướp hôn chứ? Tôi đến đây lần này là để chúc mừng nhị hoàng tử rước một người phụ nữ đánh đá vào cửa, giúp tôi tiết kiệm rất nhiều nước bọt, thoát khỏi kiếp hoa đào thối này. Điện hạ, Châu Dũng anh ấy nghĩ gì nói đó, anh đừng để tâm đến chuyện này. Có thể không để tâm sao? Điện hạ, đây là trực tiếp sỉ nhục ngài và Hoa tướng quân. Tôi nghe không hiểu sao. Châu Dũng, xem ra tôi tốt với anh quá rồi, vì vậy anh căn bản không hề tôn trọng tôi chút nào. Nếu hôm nay không xử được anh, tôi có mặt mũi gì để thống nhất thiên hạ? Người đâu, kéo anh ta xuống, đánh cho tôi. Nữ chiến thần, Hoa tướng quân của đại hạ đến. Châu Dũng là khách của Đường Vương phủ tôi, tôi xem các người ai dám đánh anh ấy. Thay bộ quần áo khác, thân hình cũng đẹp đấy. Hoa Lan, em đến rồi sao? Ban đầu anh đã chuẩn bị cho em một bảo vật, nhưng đã bị anh ta đập vỡ rồi. Hàng giả như này, thuộc hạ của tôi còn không thèm dùng. Hoa tướng quân, cô tuyệt đối đừng nghe lời nói nhảm nhí của tên đó. Thất tinh lưu ly tháp này là từ Đông Hải trải qua muôn vàn gian khổ để tìm về, là bảo vật của Ngô gia chúng tôi, sao có thể là hàng giả chứ? Thất tinh lưu ly tháp thật đúng thực là ở Ngô gia, nhưng là ở trong tay Ngô Minh Duy. Tôi vừa mới khám xét xong nhà của Ngô gia, tất cả bảo vật đều được chuyển đến quốc khố. Sao nào, những bảo vật cậu giấu đi vẫn còn sót lại trong kho sao? Nghiêm phong Ngô gia, Ngô Minh Duy âm mưu thích sát, tất cả đồng đảng Ngô gia đều bị trừng phạt. Nếu tôi nhớ không lầm, Ngô Thanh Thiên, cậu cũng là họ hàng của Ngô Minh Duy, phải không? Không, không có. Tôi không phải là dòng chính của Ngô gia, căn bản không phải là người của Ngô gia. Với cả, tôi chỉ là người buôn bán, việc họ mưu phản làm sao có thể nói với tôi chứ? Biết hay không biết, chỉ cần tra khảo một chút là sẽ rõ. Người đâu, đưa xuống cho tôi. Dám lấy hàng giả ra lừa tôi, ném cậu ta xuống biển cho cá ăn. Nhị hoàng tử, cứu tôi. Hoa Lan, anh đã sớm biết người này không tốt lành gì. Cậu ta âm mưu làm phản, xứng đáng bị vậy. Nhưng chuyện hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm. Anh sẽ cử một người khác đi tìm nơi làm lễ đính hôn. Không cần đâu, nhị hoàng tử, hôm nay tôi đến đây không phải để đính hôn với anh. Hoa Lan, tôi từ chối hôn ước này. Hoa Lan, đây là lệnh của cha mẹ, huống hồ là thánh chỉ do quốc chủ đích thân ban ra. Sao hả, em muốn kháng chỉ sao? Kháng chỉ thì đã làm sao?
Tôi là chiến thần của Đại Hạ. Cho dù là ba của tôi, cũng không dám ép buộc tôi. Hôn nhân của tôi do tôi quyết, chứ không phải do trời. Cũng có khí phách đấy. Vậy hôm nay em đến đây để làm gì? Mục đích hôm nay tôi đến đây là anh ấy, Châu Dũng. Anh ta có gì đáng để em đích thân đến tìm chứ? Vì tôi ở Vân Thành nên ba của tôi đã sắp xếp một mối hôn sự. Tất nhiên tôi phải đến xem vị hôn phu của tôi rồi. Thật ra thì cũng hơi xấu xí, nhưng tính cách cũng không tệ, thì cũng miễn cưỡng coi như là một người có thể gửi gắm. Được thôi, quả nhiên là cậu đến cướp hôn. Điện hạ, tên này cứ dây dưa với Hoa tướng quân, phớt lờ thánh chỉ của quốc chủ, đây là tội không thể tha. Tên họ Lục kia, cậu có hiểu tiếng người không thế? Cậu không nghe ra là cô ấy bám lấy tôi sao? Cầm đi. Hoa Lan, rốt cuộc anh có điểm nào không bằng anh ta? Cho dù là tiền bạc, quyền hay địa vị, cả cái đại hạ này ai có thể so sánh với anh? Anh ta chỉ là một tên nhóc con, có gì đáng để em đối xử tốt vậy chứ? Anh không gì có thể so sánh với anh ấy. Anh có phục hay không cũng phải chấp nhận. Châu Dũng, hôm nay tôi muốn anh cưới tôi. Anh còn muốn cướp hôn không? Châu Dũng, đây là vợ chưa cưới của nhị hoàng tử. Anh phải nghĩ kỹ hậu quả đó. Anh dám cướp thì chính là đang tuyên chiến với nhị hoàng tử. Cậu dám cướp hôn, ngày mai, không, tối nay, Vân Thành sẽ nhận được tin tức cậu đã qua đời. Châu Dũng, anh có sợ không? Hoa Lan, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn. Em đừng bốc đồng như vậy. Chị Liễu, người khác không hiểu em thì thôi, chị phải hiểu cho em mới đúng chứ. Chị Châu Dũng, lẽ nào cậu cũng muốn kháng chị sao? Thành thật mà nói, tôi đối với cô gái ương ngạnh này không có hứng thú. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng được người khác liên tục đe dọa tôi hết lần này đến lần khác. Cho nên cuộc hôn nhân này tôi phá chắc rồi. Châu Dũng, tôi khuyên anh, ăn nói cho đàng hoàng vào. Tướng quân, tôi đang liều mình mạo hiểm tính mạng để giúp cô giải quyết chuyện này. Trước mặt nhiều người như vậy mà còn tán tỉnh ve vãn, tên nhóc này chắc chắn là bỏ bùa tướng quân, mê hoặc Hoa tướng quân rồi. Châu Dũng, bây giờ cậu quỳ xuống xin tha sẽ vẫn còn kịp. Nói cho cậu biết, hôm nay chiến thần ở khắp nơi và các quý tộc đều sẽ có mặt, để họ biết được cậu cướp vợ của nhị hoàng tử, chắc chắn sẽ xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Được rồi, tôi sẽ đợi ở đây. Tôi xem họ đến để chúc mừng ai. E là anh muốn đi cũng không đi được rồi. Người đâu, đem con người này vứt xuống biển cho cá ăn. Tôi xem các người ai dám động đến anh ấy. Thiên Lang, Huyết Lang, hai vị đại nhân lang soái đến. Bái kiến lang soái Bắc Lang. Châu Dũng, tại sao thấy lang soái nhưng không quỳ? Cậu đang khinh thường hai vị đại nhân sao? Bọn họ nhìn thấy tôi phải quỳ xuống mới đúng. To gan, dám khinh thường quân uy của quân Bắc Lang. Đại nhân, chính là tên Châu Dũng này, anh ta gây náo loạn trong lễ đính hôn của tôi. Xin đại nhân giúp tôi. Nhị hoàng tử, việc này bổn sư không thể giúp được. Phụng mệnh quốc chủ hủy bỏ hôn ước của nhị hoàng tử và tướng quân Hoa Lan. Hoa tướng quân có thể tự chọn bạn đời cho mình, không có ai được phép can thiệp. Thiên Lang đại nhân, ngài có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng sáng nay quốc chủ đã ban hôn cho Hoa tướng quân và nhị hoàng tử mà. Cậu là cái thá gì mà dám cả gan suy đoán thánh ý? Hay là cậu nghĩ tôi đang làm giả thánh chỉ sao? Thần không dám nữa. Hoa tướng quân, quân Bắc Lang phụng mệnh hộ tống ngài và ngài Châu rời khỏi đây. Hôm nay có tôi đứng ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ hai vị chu toàn. Để tôi xem có kẻ nào chán sống dám cả gan ngăn cản. Không ngờ hai vị lang soái này lại đảm nhận việc hộ tống. Châu Dũng này rốt cuộc có thân phận gì vậy mà khiến cho quân Bắc Lang kính trọng đến vậy? Đường Vương, chắc chắn là Đường Vương. Quân Bắc Lang là vì nể mặt của Đường Vương đến để bảo vệ Hoa tướng quân. Tên rác rưởi này, anh ta lại ăn may nữa rồi. Châu Dũng, Đường Vương, các người dám bắt tay nhau chơi tôi. Nhị hoàng tử, đêm động phòng hoa trúc này tôi sẽ làm thay cậu nhé. Cảm ơn các vị đến dự tiệc cưới của Hoa tướng quân và tôi. Mọi người ăn uống ngon miệng, không cần khách khí. Đêm vui vẻ như vậy sao mà ngắn ngủi quá. Chúng tôi sẽ không nán lại nữa. Anh đang làm gì vậy? Làm những gì cô thích làm? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Châu Dũng, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.